sản phẩm loa toa megaphone đeo vai R2215 được sản xuất tại Indonesia và đang được phân phối bởi chương trình audio. Sản phẩm này được sử dụng phổ biến nhất trong các sự kiện cắm trại, hoạt động ngoài trời và hoạt động dành cho du lịch. Sau đây chúng ta cùng mở hộp sản phẩm này nhé! Sản phẩm này bao gồm họng loa, micro kèm phím bấm và chân loa. Loa phóng thanh cầm tay R2215 có dây đeo vai tiện lợi cho việc sử dụng và có micro tách rời. Loa R2215 có khả năng khuếch đại âm thanh cực lớn, phạm vi hoạt động có thể trong khu vực 400m từ chỗ người nói tùy điều kiện thực tế. Thời gian sử dụng của sản phẩm này kéo dài khoảng 9 giờ. Sản phẩm có màu xám nhạt, sản xuất bằng chất liệu nhựa ABS với công suất phát 15W và có micro riêng biệt. Megaphone có thể được gắn vào chân đế loa ST16A tùy chọn. Loa R2215 có trọng lượng 1,2kg chưa bao gồm pin, cho công suất tối đa 23W. Sử dụng 6 viên pin 9V DC. Có thể sử dụng trong điều kiện thời tiết khác nhau từ âm 10 độ C đến 40 độ C. Theo dõi sản phẩm của chúng tôi tại kênh YouTube chương trình audio. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, các bạn truy cập vào website www.tca.vn hoặc hotline 0904 38 28 58.